À, xin chào các bạn. Hôm nay Nhật Bản những điều cần biết, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video clip nói về cái chủ đề phí hỗ trợ điều trị y tế khi mà bạn phải trả phí điều trị y tế cao. Thì hầu hết mọi người đều biết là mình sử dụng cái dịch vụ y tế là tùy theo cái độ tuổi, mình phải chi trả từ 10 đến 30% tổng cái chi phí y tế. Nhưng mà nếu mà bạn mắc những cái bệnh nan y hoặc là bệnh hiểm nghèo thì cái việc mà điều trị lâu dài sẽ vô cùng tốn kém. Vì vậy mà cái chế độ mà phí hỗ trợ điều trị y tế đã ra đời nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh nhân. Ví dụ như mà các bạn phải điều trị y tế thì phí mà điều trị ví dụ trong một tháng đó đó là các bạn tốn 100 măng. Thì 30% cái phí điều trị y tế mà mình phải chi trả đó, đó tức là 30 măng. Thì 30 măng này đối với mình cũng là một con số rất là cao. Hơn nữa là không phải chỉ là một lần điều trị mà có thể là bạn điều trị rất là nhiều lần. Thì mỗi một tháng nó ví dụ bạn phải tốn kém là 30 măng này thì nó rất là cao nha các bạn. Thì phí hỗ trợ điều trị y tế là gì? Là khi mà các bạn á, thay vì các bạn phải chi trả cái phí 30 măng đó đó thì bây giờ các bạn làm đơn xin hỗ trợ và sau khi được hỗ trợ thì các bạn chỉ chi trả cái phần tiền đó là 2 măng 5 sen mà thôi. Thì đó là các bạn sẽ thấy là mình sẽ được hỗ trợ cho tới 9 97 măng 5 sen thì con số này rất là cao nha các bạn. Thì từ cái chi phí mà mình phải chi trả là 30 măng mà mình giảm xuống chỉ còn có 2 măng 5 sen mà thôi thì nó rất là cao, là mình giảm tới hai mươi mấy măng lần. Thì mình cũng nói với các bạn cái phí điều trị mà mình phải chi trả này á, thì các bạn mình dùng một cái từ ngữ mới, một cái từ gọi là mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả để các bạn dễ hình dung hơn. Thì cái mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả này á, tại sao mình phải dùng cái từ này là tại vì á, tùy theo cái thu nhập của bạn, tùy theo cái bạn tham gia cái bảo hiểm nào mà cái mức phí y tế của bạn là nó sẽ tính khác nhau, nó có công thức tính và cái mức chi phí y tế cao nhất mà mình phải trả này nó sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp khác nhau. Và mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn ở những cái phần tiếp theo nhé các bạn. Thì các bạn chỉ cần lưu ý mình cái từ là mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả, nó không hơi khó hiểu chút xíu, mong các bạn hãy thông cảm. Thì nội dung của video clip này là mình sẽ chia sẻ với các bạn gồm có 4 mục. Mục thứ nhất là nói về cái phí hỗ trợ điều trị y tế là gì. Thứ hai là mình sẽ nói về cái cách xin nhận phí hỗ trợ điều trị y tế. Thứ ba là mình sẽ nói về cái cách tính mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả. Thứ tư là mình sẽ nói ví dụ về cái cách tính mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả này. Thì cái ví dụ này mình sẽ có cái ví dụ là mình chia làm hai trường hợp là đối với những người tham gia bảo hiểm Kokumin Kenko Hoken, Kyokai Kembo, và thứ hai là đối với những người tham gia cái Kumiai Kembo. Thì những cái bảo hiểm này là những bảo hiểm gì? Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ các bạn là cái loại bảo hiểm sức khỏe nha các bạn. Thì bảo hiểm sức khỏe nó gồm có là hai loại bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe quốc dân Kokumin Kenko Hoken và bảo hiểm xã hội Sakai Hoken. Thì đối với cái bảo hiểm Kokumin Kenko Hoken nó là những người tham gia là những người nào? Thì đó là những người làm việc ở các công ty dưới 5 người, những người mà làm việc trong nhà nước, nhân viên nhà nước, những người không có đi làm, cũng như là những người thất nghiệp, những người về hưu, nông dân, ngư dân, du học sinh và những người làm vai tàu thu nhập dưới 130 măng. Thì tất cả những cái người này sẽ phải tham gia cái bảo hiểm Kokumin Kenko Hoken. Còn đối với bảo hiểm xã hội Sakai Hoken thì nó lại chia làm hai loại nữa. Nó là bảo hiểm Kyokai Kembo và bảo hiểm Kumiai Kembo. Thì nó khác nhau ở chỗ là cái Kyokai Kembo này là dành cho các công ty có quy mô vừa và nhỏ, là công ty có từ 6 người cho đến 700 người. Còn cái Kumiai Kembo này sẽ dành cho những cái công ty có quy mô lớn hơn, nó là công ty có từ 700 người trở lên. Tại sao nó phân biệt nhiều như vậy các bạn? Tại vì tùy theo những cái công ty, tùy theo những cái bảo hiểm, loại bảo hiểm này nó khác nhau mà cái hình thức tính của nó cũng khác nhau nha các bạn. Cái hình thức đóng bảo hiểm nó cũng sẽ khác nhau và cái mức hỗ trợ phí y tế nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên là trước tiên là mình giới thiệu cho các bạn cái những cái khái niệm đơn giản như thế này đi. Rồi còn cụ thể hơn về cái sự khác nhau của các loại bảo hiểm sức khỏe đó thì mình sẽ trình bày cho các bạn trong một cái video clip khác để cho các bạn đừng có lẫn lộn. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn hãy chờ theo dõi cái video clip tiếp theo của mình nhé các bạn. Thì phần thứ nhất mình nói với các bạn đó là cái phí hỗ trợ điều trị y tế là gì. Thì tùy theo cái độ tuổi và cái thu nhập mà nhà nước có những cái quy định về cái mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả. Vì vậy mà nếu như mà cái phí điều trị y tế trong một tháng của bạn á, mà cao hơn cái mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả đó thì bạn sẽ nhận được cái phí hỗ trợ điều trị y tế.
Và trong trường hợp gia đình bạn có nhiều người á thì và phải trả cái phí điều trị y tế ở nhiều bệnh viện khác nhau á, thì cái phí hỗ trợ điều trị y tế nó cũng sẽ được tính chung cho tất cả các thành viên trong gia đình. Có nghĩa là mỗi người đều được tính hết nha các bạn. Các bạn cũng lưu ý một điều, đó là cái mức hỗ trợ này không có gồm những cái chi phí ăn uống khi mà bạn phải nhập viện, và những cái người mà thuộc cái diện ở những cái địa phương mà được hỗ trợ y tế đó, ví dụ như là cái địa phương mà trẻ em được hỗ trợ miễn phí phí trị liệu á, thì mình không có tính vào nha các bạn. Và cái thời gian mà mình xem xét hồ sơ là mất cũng khoảng 3 tháng. Vì vậy mà trong thời gian này mà bạn mà không có khả năng mà chi trả phí điều trị y tế á, thì bạn có thể xin vay không lãi suất khoảng 80% cái phí điều trị y tế mà bạn phải chi trả. Bạn có thể đến SI để hỏi chi tiết thông tin về cái vấn đề vay mượn này nha các bạn. Trong trường hợp mà bạn mà biết bệnh của mình phải điều trị tốn kém á, và vượt cái khả năng chi trả của bạn á, thì bạn hãy làm đơn xin sẵn cái vấn đề hỗ trợ phí điều trị y tế này. Và các bạn sau khi các bạn làm đơn xong á, thì cái đơn này á, các bạn có thể lên SI để các bạn hỏi nha các bạn. Và sau khi các bạn làm đơn xong á, thì các bạn có thể nộp cho cái chỗ mà mình khám chữa bệnh á, thì chỗ đó họ sẽ hỗ trợ cho bạn. Và lúc đó thì cái bệnh viện đó đó, họ sẽ tự động họ sẽ thanh toán cái phí hỗ trợ này đối với C, đối với cái công ty bảo hiểm của bạn, và bạn chỉ phải chi trả cái mức phí sau khi mà được hỗ trợ mà thôi. Thì thứ hai nữa là cái cách xin nhận cái phí hỗ trợ điều trị y tế này là như thế nào. Thì đối với những người mà đóng cái cột cơ miên CanCoHoken á, thì các bạn phải làm đơn xin hỗ trợ cái phí điều trị này tại SI. Còn đối với những người mà đóng Kyokai Kembo á, thì các bạn làm đơn xin hỗ trợ phí điều trị này tại cơ quan Kyokai Kembo, hoặc là bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của công ty. Đối với những người mà tham gia Kumeyaay Kembo á, thì thông thường là cái Kumeyaay Kembo này họ sẽ tự động thanh toán cho bệnh viện cái phí điều trị này, và bạn chỉ phải đóng cái phần tiền còn lại sau khi mà được hỗ trợ mà thôi. Thì các bạn có thể xin đơn và điền vào cái đơn Kogakuryojo Hishikyu Shinseisho này á. Thì sau đó thì các bạn nộp thêm cái biên lai, cái hóa đơn thanh toán viện phí, hoặc là cái phí điều trị, giấy chứng nhận bảo hiểm của bạn, thẻ bảo hiểm á, là Hihoken Sasho, cái giấy chứng nhận nhân thân mai năm bà, hoặc là không á, thì bạn phải copy cái passport hoặc là cái bằng lái xe của bạn để gửi kèm vào đây, thì họ sẽ làm thủ tục thanh toán cho các bạn. Thứ ba mình sẽ nói với các bạn đó là cái cách tính mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả. Thì tùy theo cái thu nhập và tuổi tác thì cái mức phí này sẽ được tính khác nhau nha các bạn. Thì mình chia làm 3 phần: dưới 70 tuổi, trên 70 tuổi và dưới 75 tuổi. Thứ ba là trên 75 tuổi. Đối với trường hợp mà dưới 70 tuổi á, thì các bạn tham khảo cái bảng A này cho mình nha. Bảng này nó chia làm 3 phần. Cột thứ nhất á, là dựa vào thu nhập. Cột thứ hai với cột thứ ba này nó là cái mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả, tính theo công thức và tính theo cái phần bên đây các bạn. Thì hai phần này nó là phân biệt, đó là đối với những người tham gia cột Kumin Kenko và Kyokai Kembo thì mình sẽ tính theo cái công thức ở cột này. Còn đối với những người tham gia Kumiai Kembo á, thì sẽ tính theo cái cột ở đây nha các bạn. Thì cái thu nhập á, cái thu nhập ở đây mình nói các bạn thu nhập theo tháng, nhưng mà là mình sẽ lấy cái nên siêu của mình, nên siêu thu nhập năm của mình á, là mình chia đều cho 12 tháng thì nó sẽ ra cái thu nhập này là thu nhập tháng của mình. Tại vì có những người á, là mình đi làm mình nhận lương tháng nhưng mà mình lại có nhận thêm cái tiền bonus nữa, cho nên là cái tiền lương tháng chính thức của mình nó sẽ khác nha các bạn. Cho nên là mình phải tính bằng cách là mình lấy cái nên siêu của mình chia đều cho 12 tháng thì mình sẽ biết được là thu nhập của mình nằm ở khoảng nào nha các bạn. Ví dụ mình sẽ lát nữa mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn á, là ở cái mức là thu nhập tháng là 28 măng cho đến 50 măng này á, thì sẽ tính theo công thức này các bạn. Thì công thức này là mình tính như thế này, thì là cái idiohi này là cái tiền là phí điều trị y tế của mình á, là theo ví dụ trên mình nói các bạn, nó là ví dụ như là cái phí điều trị y tế mình là 100 măng á, mình sẽ điền 100 măng này vào đây và mình tính theo công thức này thì mình sẽ biết được là cái phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả là bao nhiêu nha các bạn. Còn cái tiền 4 măng 4 sen 400 yên này đó, nó là một cái trường hợp khác nữa, đó là trường hợp mà nếu như mà cái phí điều trị y tế của bạn mà sau khi mà được hỗ trợ rồi đó mà nó vẫn còn cao đó, ví dụ như là tính theo công thức này là cái phí mà cao nhất mình phải chi trả là ví dụ như là 8 măng 8 măng thì nó vẫn còn cao nhé các bạn,
Mặc dù là ví dụ như là so 30 măng mình phải chi trả mà mình chi trả có 8 măng thôi nhưng mà nó vẫn cao. Thì ví dụ như lần thứ nhất mình trả 8 măng, lần thứ hai cũng 8 măng và lần thứ ba nó cũng sẽ ở tầm khoảng đó. Thì từ cái lần thứ tư trở đi á, là mình sẽ được hỗ trợ tiếp theo và mình chỉ phải chi trả cái tiền là 4 măng 4 sen 400 yên này mà thôi. Có nghĩa là từ cái lần thứ tư trở đi là mình không có cần tính theo công thức này nữa và mình sẽ được hỗ trợ và mình chỉ trả cái tiền thấp nhất đó là 4 măng 4 sen 400 yên này. Còn đối với những người tham gia cái Kumeyaay Combo á thì sẽ có cách tính riêng nha các bạn. Và cái con số 2 măng 5 sen này đó là đối với cái Kumeyaay Combo mà tốt nhất là họ giảm cho mình cái tiền hỗ trợ nhiều nhất và lúc đó là mình chỉ có chi trả là cái tiền phí là 2 măng 5 sen mà thôi. Cho dù cái tiền phí mà mình phải chi trả là bao nhiêu đi nữa thì mình vẫn được hỗ trợ tối đa luôn, là mình chỉ chi trả tối đa có 2 măng 5 sen mà thôi. À, thì đối với trường hợp mà trên 70 tuổi và dưới 75 tuổi thì nó có bảng B như thế này, các bạn hãy tham khảo giùm mình nhé. Cũng giống như trên đó. Và cái bảng C là đối với trường hợp là trên 75 tuổi. À, thì thứ tư là mình sẽ nói cho các bạn về cái ví dụ cách tính mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả. À, mình chia làm hai loại nha các bạn. Đối với những người tham gia bảo hiểm Kokumin Kenko Hoken và Kyokai Kenpo thì mình sẽ tính như sau. Cũng là ví dụ này các bạn, là thu nhập của mình là từ 28 măng cho đến 50 măng thì cái tiền phí trị liệu của mình là 100 măng nha các bạn. Thì sau khi mà mình giảm 70% là mình phải đóng 30%, tức là 30 măng. Thì mình sẽ tính theo công thức này ở trên cái bảng A đó, mình sẽ tính theo công thức này là mình sẽ bỏ 100 măng này vào đây và trừ ra cái này và mình nhân cho 1%. Thì cái mức phí y tế cao nhất mà mình phải chi trả đó là 8 măng 7 sen 430 yên. Đó là có nghĩa là lúc này là thay vì mình phải trả 30 măng nhưng mà mình xin được hỗ trợ rồi thì mình sẽ chỉ chi trả cái phần là 8 măng 7 sen 430 măng này mà thôi. Thì cái số tiền còn lại này có nghĩa là số tiền mình đã được hỗ trợ đó là 21 măng 2 sen 570 yên. Đó là trường hợp đối với cái bảo hiểm Kokumin Kenko Ken và Kyoka Kenpo nha các bạn. À, tiếp theo là đối với những cái người mà tham gia Kumeyaay Kenpo á thì cũng trên cái bảng A đó, là mình nói với các bạn lúc đầu đó là cái con số này nè. Thì cũng cái trường hợp này thay vì các bạn phải chi trả 30 măng là các bạn sẽ tính toán theo công thức này thì các bạn sẽ tính được là cái tiền phí hỗ trợ cao nhất mình phải chi trả là 8 măng 7 sen 430 yên. Ở số này là chỉ dành cho trường hợp là đối với bạn tham gia cột Kumeyaay Kenko Ken. Nhưng mà nếu mà bạn là Kumeyaay Hoken á thì theo cái bảng A của cột cuối cùng này thì là mình chỉ có chi trả cái phần tiền là 2 măng 5 sen mà thôi, là bạn sẽ được giảm nhiều hơn nữa so với những cái người tham gia cột Kumeyaay Kenko Ken nha các bạn. Đó là trường hợp là mình sẽ chi trả có 2 măng 5 sen mà thôi. À, và các bạn cũng nên nhớ là Kumeyaay Kenpo thì trong đó cũng chia làm nhiều nhiều công ty Kumeyaay Kenpo khác nhau mà cái mức phí hỗ trợ này cũng sẽ khác nhau. Cho nên là cái phí chi trả cuối cùng này cũng sẽ khác nhau các bạn. Cái 2 măng 5 sen này đó là đối với cái Kumeyaay Kenpo mà có mức hỗ trợ cao nhất là mình chi trả 2 măng 5 sen. Có thể là đối với những cái công ty Kumeyaay Kenpo khác á, là cái phí này nó sẽ cao hơn, là mình sẽ chi trả là khoảng 4 măng hoặc là 5 măng các bạn. Thì xét ra thì nó vẫn rẻ hơn, thấp hơn so với các bạn tham gia cái bảo hiểm của Kumeyaay Kenko Ken nha các bạn. Thì đó cũng là một cái lợi thế cho những người mà đi làm ở những cái công ty lớn, công ty mà có nhiều thành viên thì mình sẽ tham gia cái Kumeyaay Kenpo Ken thì mình cũng sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ tốt hơn nha các bạn. À, còn cái trường hợp mà lúc nãy mình nói với các bạn đó, đó là cái số 4 măng 4 sen 400 yên này đó, là cũng theo ví dụ trên này các bạn. À, ví dụ như lần đầu tiên các bạn trả là 8 măng 7 sen, lần thứ hai là có thể cao hơn, là tùy theo cái tiền mà viện phí bạn cái tiền phí mà bạn phải trả phí y tế đó, nó cao thì cái mức phí này bạn cũng sẽ cao hơn. Thì sau 3 lần bạn trả vậy đó thì lần thứ tư á, là bạn sẽ được hỗ trợ tối đa, là có nghĩa là bạn chỉ phải trả cái tiền 4 măng 4 sen 400 yên mà thôi. Đó, nó là ý nghĩa của con số 4 măng 4 sen 400 yên này. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. À, Nhật Bản những điều cần biết. Mình hy vọng video clip của mình sẽ giúp ích cho các bạn. À, nếu các bạn còn có gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với mình trên Facebook Nhật Bản những điều cần biết. À, mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn và hỗ trợ các bạn. À, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn.